Ở ngoài tự nhiên thì đạo linh dương này nó là con của bạn ngựa vàng. Cái bạn ngựa vàng là sang còn cỏ khô, còn cỏ dai á, bạn sẽ chuyển khoảng đâu là cái bạn linh dương này. Ừ, đúng rồi. Đó, thì nhà mình đang di chuyển qua khu vực của các bạn linh dương sừng mắt. Bạn này là ở ngoài tự nhiên rồi, bạn này đã bị tuyệt chủng cái đã 20 năm rồi, vào năm 1999 đó. Nhà mình chỉ nhìn thấy các bạn này trong các khu bảo tồn thôi, các bạn tự nhiên thì không còn tồn tại nữa. Và ở đây thì vừa chào đón ai bạn linh dương sừng mắt con nè các nhà. Đó. Nhà mình quan sát là cái bạn nào mà càng lớn tuổi là cái sừng của bạn nó sẽ càng cong, một phía sau lưng càng nhiều. Ở lại đây có một vài bạn rất là lớn tuổi rồi, cái sừng của bạn nó chạm tới cái lưng của bạn được luôn rồi. Và bởi vì đó là khu vực của các bạn ngựa vàng ạ. Và hiện nay là trên thế giới của mình có 3 loài ngựa vàng. Đây là ngựa vàng đồng bằng ạ. Đây là loài lớn nhất và phổ biến nhất ở trong 3 loài. Con ngựa vàng này con ngựa bên đây là ngôi nhà chung của các bạn hưu sao, mà đây còn gọi là hưu đốm. Bạn này là thứ hai tuổi là mấy bạn hưu sao con gì đấy con kèm một cái sừng đây. Và sừng này thì mỗi năm nó sẽ thay một lần, người ta gọi cái này là lọc nhúc hay còn gọi là nhúc ngư này. Nó sẽ khô lại cái một thời gian sau là từ nó sẽ đục xuống. Còn bên này là khu vực của các bạn chim nước, bao gồm các bạn giang sen, bạn hồng hà, bạn thiên nga. Thiên nga. Ồ con đà điểu kìa, đà điểu đâu kìa. À, bên trong là khu vực của các bạn của loài chim lớn nhất ở trên thế giới nhưng mà không biết bay, bạn này là bạn đà điểu. Đà điểu là mình quan sát là bạn này có phần hình rất là to, nhưng mà trái lại thì cái bộ của bạn này rất là nhỏ. Nó chỉ là cái hạt đậu thôi nên bạn này rất là ngơ ngác. Bên trong có bạn đà điểu sừng xoắn. Hương cao cổ. Hương cao cổ. Hương sừng xoắn. Đà điểu xo. Đà điểu xo, à đà điểu xo. Đà điểu xo bên đó nữa hả? À nhiều ha. Ờ con nói là không, con nói là như là nó có sao cái cái đó là nhà của con. Ủa con nói nó có hai bằng đó. Con gì? À tê giác. Con cùng con tê giác thôi thôi. Đá này đây xem. Tê giác. Chưa mình quay trở lại cái hồi. Quay trở lại đi. Đây, cân nặng trung bình ở tại đây thì mỗi bạn này khoảng 2 tấn. Và để có một thân hình to khỏe như vậy thì mỗi ngày một bạn tê giác sẽ tiêu thụ khoảng 100 kg thức ăn. Bạn này sẽ ăn cỏ voi hay còn gọi là ăn cỏ sữa. Đó, cái lớp da của bạn nó rất là dày và nó thường nó dày khoảng 5cm. Thì bạn này rất là thích tắm bùn để làm mát cho cơ thể của mình luôn. Ở Việt Nam mình cũng có tê giác, đó là đoạn tê giác da và một sừng. Nhưng mà cái đoạn cuối cùng là chết rồi vào tháng 5 năm 2010 tại một quốc gia đang phát tiên. Rồi, cả nhà mình bây giờ có thể quan sát lại các bạn đà điểu không? Đà điểu, ô việt cùng tùng tấn tăng kìa. Đó, và có điều đặc biệt là một cái chân của bạn đà điểu này nó chỉ có 2 cái ngón chân. Câu cổ. Đà điểu. Dạ, cái bạn này đang là một sinh sản của mấy bạn này rồi. Và cái quả trứng của bạn này nó dao động từ 1 đến 1,3 kg. Hai là bạn hư cao cổ. Hư cao cổ không nhỉ? Nhà mình quan sát là bên này có rất là nhiều cá rồi. Ồ, cá. Ồ, cá. Ừ, cá. À, nó nhiều hê. Không biết cả. Đó, thì nhà mình đang di chuyển qua khu vực của các bạn thiên nga. Và ở đây thì đang bao tầm bao loài thiên nga. Bên này cũng rất là nhiều cá này cả nhà đó. Rất là nhiều cá luôn á. Mấy bạn bảo thiên nga bằng ăn cái thức ăn đó rồi. Xuống thế là mấy bạn cá bằng lại bằng ăn. À, nhưng mà các bạn quan sát các bạn cá này thấy rất là nhiều cá không? Cá chép rồi. Dạ, cá chép loại cá tre. Cá người chung với thiên nga luôn hả? Ừ. Bởi vì khi mà bạn thiên nga bạn ăn đó là bạn cần được có ít nước để cho nó dễ dàng bạn ăn hơn. Dạ, và theo như lộ trình thì mình sẽ dừng lại tại nhà của bạn hưu cao cổ khoảng 5 cho đến 7 phút rồi mình có thể lên trên đó mình giao lưu mình chụp hình bạn hưu cao cổ. À lên chụp hình bạn hưu cao cổ nha. Rồi, cả nhà mình có lẽ lên trên nhà mình chụp hình bạn hưu cao cổ nha. Ở đây thì bình thường nó có bán thức ăn nữa nhưng mà bây giờ để bán thức ăn luôn thì cả nhà mình chỉ có chụp hình bạn này thôi. Và những cái đồ đạc gì mà nó không quan trọng thì nhà mình có bỏ lại thuyền cho nó thoải mái cả nhà. Rồi, cái nhà mình đợi một lát kìa, đợi thì nhà mình nó cập bến an toàn rồi. Bạn hưu luôn á, an toàn phải không ạ? Dạ. Bị sơ nó được hả? Dạ, bây giờ bạn đi ra ngoài là bạn không có đảo bạn được. Rồi, cả nhà mình di chuyển cẩn thận thôi.